khắc phục tình trạng màn hình LED không hiển thị. Ta tháo rời bộ phận. Trước tiên là tháo con ốc, thắt lại ra, dùng lục giác. Tiếp trên tay cầm nạch rút của tay cầm ra, lục giác này có kèm ở trong bộ sen. Kế tiếp mở phần ống xoay cũng bằng ống bục ra. Chúng ta sau đó mở trục tiếp đó. Tiếp mở hai ốc không dùng tô vít, mở bốn con ốc phía sau. Khi tháo tất cả các con ốc này ra, ta có thể đẩy được. Tháo con ốc trên. Khi tháo xong tất cả con ốc, ta có thể đẩy được luôn. Mặt nếp rồi độc lập với cả thân được xem. Tình trạng mà màn hình nếp không hiển thị được, nguyên nhân chính là do đường nước không sạch sẽ bị đóng rác vào trong bộ phận canh quạt phát điện, sẽ gây ra tình trạng là cánh quạt không quay, không thể quay và không thể tạo được dòng điện. Đấy, hầu hết lý do là ráp vào cánh quạt này sẽ bị kẹt. Đó, chúng ta lấy khăn vệ sinh và loại bỏ những rác và những cái dị vật nằm bên trong.
ở sau khi vệ sinh sạch sẽ, bộ phận trong cánh quạt chúng ta lắp lại như ban đầu. Tình trạng bị mất chức năng hiển thị đèn led thì 99% nguyên nhân chính là do red sẽ bám vào trong bộ phận phát điện này, sẽ không tạo được dòng điện. Sau khi chặt lắp lại theo tình trạng ban đầu, ta lưu ý là để phần lỗ trùng nhau. Như vậy là chúng ta đã khắc phục xong tình trạng đèn led không hiển thị.